khuyến cáo là đừng 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 có mà động đến tôi. Chứ còn động đến tôi ấy, thì cái gì thì cái tôi cũng chẳng hành dùng hành động bạo lực để mà làm được cái các ông cái gì đâu, nhưng mà tôi làm được những cái gì thì có những cái người đã nhận được cái gì rồi đấy. Thế còn bầy đàn bè lũ mà đi, cái tôi đi tố cáo tôi hết lên Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn rồi đến trường của tôi, bây giờ là gì, tất cả một bè lũ 2 năm rõ 10 xuyên tạc cả lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm những cái việc không chính đáng, chẳng liên quan gì đến việc tư tưởng chính trị và cũng chẳng liên quan gì đến cái công việc, chẳng liên quan gì đến cái quan hệ xã hội và chẳng liên quan gì cái việc là quản lý cơ quan chủ quản để mà người ta phải làm việc. Ok, xin mời. Nếu mà khẳng định tôi bị thế này, bị thế kia đấy, thì tôi xin mời các anh lên cứ làm. Tôi chưa bao giờ từ ngần ngại để từ chối đối mặt. Đấy, xin nhớ rằng ngày xưa ấy, đã có từng cái lá đơn ấy, có cả số chứng minh thư nhân dân, có thông tin cá nhân. Và khẳng định rằng nếu như tôi nói những cái thứ gì về ông Trần Thiện Khiêm ở trên mạng ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật ấy, làm gì được tôi không? Sao lật cho một pháp, thằng nào thằng đấy mẹ chồng bít lên. Đấy là mới tao chỉ lật ở cái mức độ là gọi là gì, nửa hành động mang tính hù dọa thôi nhé. Còn tao mà làm thật ấy, đầy thằng tử vong rồi đấy, nói trước không biết. Nó bây giờ giỏi làm văn bản thẳng lên cái tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đấy nhá, vẫn cơ quan làm cái đấy ngay và luôn vui văn vẻ. Đấy là những cái câu câu chuyện của những cái con người gọi là làm việc đầy chính nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhưng mà thực ra là hiện nguyên hình là một cái bọn chống phá, bọn xuyên tạc. Đấy, bây giờ tiêu biểu điển hình nhất là một cái lá cờ đầu, là một cây cao bóng cả, là một cái ngọn cờ đầu của cái phong trào phản biện chống lại các luận điệu xuyên tạc, thì lại chỉ đi xuyên tạc chính cái Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế vậy thì ông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở đâu? Bảo vệ cái gì? Bảo vệ gì? Còn những cái quân lao nhau ấy thì thôi bỏ. Này, Nguyễn Bình Phương tao không coi ra cái gì ấy. Ta chỉ tâm sự với những cái ông Nguyễn Bình Phương như thế này thôi, chứ nó đơn giản. Đó. Cứ đơn giản nhất là cái việc tâm sự. Chứ còn bây giờ đi chửi nhau để giải quyết cái gì? Tôi chẳng chửi nhau. Có chăng nhìn vào tư cách con người ấy, thì tôi nhận biết được cái điều đấy. Tôi thương cha thương mẹ ông thôi, chứ còn nói thẳng nha là tôi cũng chẳng biết làm cái gì hơn ngoài cái tình thương. Biết được các cụ nằm sâu dưới mồ ấy, có phải yên có yên lòng được với cái đứa con 70 tuổi mà còn đi xuyên tạc cả một cái chế độ như thế này không, cả một cái đảng cầm quyền thế này không? À, tôi nói chủ tế à Trấn Phương này. Thấy ai về ông sáng gắm tôi coi chém chân những cái máy một làm việc ở cơ quan an ninh kìa. Sáng lên nó dòng dạc, nó nói hùng hồn lắm. Nhưng việc như cân đài thẳng tôi đã là tôi đã làm là làm rồi. Riêng công an Lạng Sơn tôi làm việc rồi. Công an Cao Bằng tôi làm rồi. Giờ còn khi nào cơ quan triều ở người bên này tức là Trần Thiện Khiêm vậy là ông sản cam khi nào thì họ sẽ trả lời với tôi. Đấy. Nó bảo là như mọi người biết đấy, bà Bịch bây giờ là công an gọi lên làm việc cứ mặt đồng nạp 7,5 triệu tiền phạt đấy. Thực ra cái chuyện này này bà Bịch lâu mấy bữa nay bà lên mạng tôi biết rồi, bà làm việc ở cơ quan này bà kênh mức thải nầu tôi biết hết. À, nó tuyên bố là đã làm việc với công an Lạng Sơn, đã làm việc với công an Cao Bằng,